người lao động ở Hàn Quốc ăn gì vào bữa trưa. Đây là một nhà hàng tự chọn nằm ở Gyeonggi-do, Hàn Quốc. Ông chủ nói bình thường đến cửa hàng mua cơm đều là những người làm việc gần đó. Trung bình mỗi ngày tiếp 1.500 khách. Vé vào cửa 6.000 won là có thể vào ăn. Đồ ăn thức uống không giới hạn. Do lượng người đông đúc và thời gian dùng bữa tập trung, ông chủ dẫn theo đầu bếp trước 7 giờ mỗi ngày đã phải bắt đầu chuẩn bị bữa ăn của một ngày. Đầu tiên, gạo là lương thực chính không thể thiếu của nhà hàng. Gạo nếp chất lượng với 3 bước sàng lọc và 5 bước làm sạch, đặt vào nồi hấp lớn cùng với gạo đen mềm, đủ 8 thùng, đun sôi nước ở phía bên kia, ngâm với rong biển có mùi thơm độc đáo. Sau đó, một đĩa củ cải trắng đầy, đặt hành tây, hành lá, xương cá vào trong, đun sôi rồi giảm lửa nhỏ, chờ đến khi tất cả các thành phần tươi ngon và đầy dinh dưỡng ngấm trong canh, vớt phụ liệu và tạp chất ra. Chai được làm sạch và cạo bỏ tạp chất trên bề mặt, đổ vào trong canh và lại đun khoảng 1 giờ. Trong thời gian đó còn phải thêm mực, cá hồng và tôm vào. Gia vị đơn giản, muối, xì dầu, dầu mè, kèm theo hơi nóng bốc lên. Vị tươi của biển ngập tràn cả phòng bếp, chỉ là người thôi cũng khiến người ta cảm thấy sảng khoái. Tất nhiên, giá cũng là món ăn kèm không thể thiếu của canh rong biển. Cùng với việc tăng độ tươi và ngọt cho canh, còn có công dụng làm ngon miệng và thanh nhiệt, giải độc. Đổ dầu hạt cải vào trong nồi lớn, cho gia vị ớt cay vào xào trong lửa lớn. Khi xào còn phải cho thêm tỏi băm, sau đó cho hành tây và hẹ tây vào, trộn đều, đổ vào trong canh rong biển vừa xong. Rắc hành lá cắt nhỏ trước khi dùng. Một phần canh rau rong biển thơm, ngọt và cay như vậy đã hoàn thành. Đập 3 khay trứng thanh trùng vào trong bát inox, thêm muối rồi khuấy đều. Đổ dầu nóng lên tấm sắt, cho lòng đỏ trứng gà lên trên giống như vẽ tranh. Để trứng không bị già, phải liên tục xào khi vừa cho vào nồi. Đợi đến khi trứng hơi đặc lại, rắc tỏi tây và cà rốt lên, sau đó ăn ngay. Trứng vừa chiên xong có màu vàng sáng. Hỗn hợp trứng còn chưa hoàn toàn đặc lại, vẫn dính trên bề mặt của miếng trứng. Không cần nghĩ cũng biết ăn vào nhất định mềm mại không gì bằng. Món thịt của ngày hôm nay là món thịt giòn mà không ai có thể cưỡng lại được. Thăn lợn tươi thái lát, tráng bằng tinh bột trứng, lần lượt cho vào chảo sắt khổng lồ đầy dầu nóng. Sau khi để lửa to thì chuyển dần sang lửa nhỏ, chiên đến khi vàng thì vớt ra. Hương thịt muối cay nồng tràn ngập trong không khí. Nói về điều đó, khi đối diện với món ăn hấp dẫn như vậy, đầu bếp của món thịt chiên giòn làm sao có thể kiềm chế không ăn vụng. Nồi bên kia bốc lên mùi thơm của gừng. Đổ phần thịt nạc xay đã chuẩn bị sẵn vào trước, xào đến khi đổi màu, cùng khuấy với nước sốt vừa nấu, rau cuốn và những lát nấm. Là món ăn kèm không thể thiếu của món mì trộn tương, vừa có nhiều dinh dưỡng, còn có thể làm cho hương vị tổng thể của nước sốt đậm đà hơn. Một lớp thịt ba chỉ, một lớp sốt cay ngọt, lại thêm một lớp thịt ba chỉ, một lớp sốt cay ngọt. Ngoài bắp cải cay, không cần thêm món ăn kèm. Món gọi là bắp cải cay xào thịt ba chỉ luôn là thức ăn chính của món ăn này, mà không phải là món phụ. Dưa chuột mang đi rửa sạch và cắt miếng cùng rau hẹ và cải bắp, kết hợp với sốt cay ngọt và mật ong, tạo thành món salad giòn ngọt và cay. Trần ngay bông cải xanh trong nước lạnh, vừa giòn và béo ngậy, còn bổ sung vitamin và chất xơ, không thể thiếu mỗi ngày. Tất cả các món ăn kèm đã chuẩn bị xong, đã nấu xong sủi cảo tam tiên và mì dai. Sủi cảo được đặt trực tiếp lên đĩa, mì trộn cùng với nước sốt. Sau khi nấu xong còn phải rắc dưa leo bào sợi lên để giảm độ béo ngậy. Lúc này, lần lượt tan làm, những người lao động cũng đến nhà hàng xếp hàng. Sau khi trả tiền ở cửa xong sẽ cầm lấy khay cơm, lần lượt lấy cơm theo dọc đường tiến lên phía trước. Một thìa cơm nếp đầy, thêm một phần mì với nước sốt đậm đà, vài lát bát cải cay, sủi cảo tam tiên vỏ mỏng và nhân to, ăn kèm với các loại rau theo mùa được trần thơm, lại thêm một thìa trứng chiên, một phần bắp cải cay và thịt giòn dưới nước sốt yêu thích của mình. Cuối cùng còn phải thêm một phần canh rau rong biển cay ngọt và thơm. Không biết người Hàn Quốc khẩu vị ít hay là ngại, nếu đổi lại là tôi, trong vài phút đã có thể làm cho miếng thịt giòn và đĩa ba chỉ xào cay đều hết sạch.